Nguyên Khôi xin kính chào tới ngồi quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tới ngồi quý vị. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin phép được trả lời thư. Chúng tôi nhận được thư rất nhiều. Trước hết thì có một bạn trẻ nói như thế này. Có một cháu nè. Hai bác cứ nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam hoài à. Hai bác phải tự hào vì đảng ta sở hữu một gương mặt khá dày để đi xin tiền như người hải ngoại. Chứ nếu không thì Việt Nam chắc cũng giống như Triều Tiên. Lúc đó chắc còn khổ hơn nữa. Bắc Triều Tiên đó nha. Có một người gửi chúng tôi một cái link trên YouTube với cái tựa đề là Hòa hợp hòa giải kiểu giả cày. Một bạn trẻ ở ngoài Bắc, dĩ nhiên là sinh năm sau năm 75, phân tích về cái chuyện mà hòa hợp hòa giải. Thì người bạn này nói rất là có lý có tình, và khi mà Hoàng Tuấn nghe cái xem, và dĩ nhiên người này không có đưa hình lên, chỉ có cái giọng nói thôi, nhưng mà phải nói là viết rất là trình độ và chúng tôi nghe rất là cảm động. Cho nên nếu quý vị vô trên YouTube đó thì nhớ mở là Hòa hợp hòa giải kiểu giả cày thì sẽ nghe được tâm sự người bạn trẻ này phân tích về cái chuyện mà chế độ cũ chế độ mới, hòa hợp hòa giải mà tối ngày cái mắng mỏ người ta là ngụy quân ngụy quyền, rồi là nói chửi Việt Nam Cộng Hòa, rồi bây giờ đuổi người ta đi, bây giờ cái đòi hòa hợp hòa giải. Người bạn này phân tích rất là hay, quý vị nhớ vô xem giùm. Rồi có một người nói là hai anh có thể gửi cho em bức hình ông và cháu ngoại cho em theo địa chỉ email được không? Để em đăng lên Facebook cho mọi người cùng xem. Cảm ơn hai anh nhiều. Thì xin lỗi quý vị là hôm trước khi mà Hoàng Tuấn đưa lên trên chương trình đó, thì chúng tôi lại không có giữ cái tấm hình đó. Hoàng Tuấn nghĩ là bây giờ nó có rất nhiều. Cho nên quý vị nào mà có cái tấm hình mà thằng nhỏ nó nói với ông ngoại nó, ông ngoại đừng có chửi ba con với ông nội con nữa. Con với má vô quốc tịch Mỹ rồi. Thì quý vị có cái hình đó thì xin gửi lại cho chúng tôi. Là đọc báo vẹm yahoo.com để chúng tôi giữ tấm hình đó, và quý vị nào cần thì chúng tôi chuyển. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời anh Khôi. Dạ vâng, báo Đất Việt thì có bài Trung Quốc khuấy đảo Biển Đông đe dọa hàng hải quốc tế. Giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình tuân thủ luật pháp quốc tế. Kể từ vụ hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 đến nay, Trung Quốc ngày càng thể hiện quyết tâm chiếm đoạt Biển Đông, biến Biển Đông thành ao nhà của mình. Với khả năng của một quốc gia có nền kinh tế thứ hai trên thế giới, Trung Quốc bất chấp các luật lệ và ngang nhiên bồi đắp đảo nhân tạo vân vân. Rõ ràng hành động quân sự của Trung Quốc ảnh hưởng đến an ninh Nhật, không phải đến từ Senkaku mà từ Biển Đông mới là mối nguy hiểm lớn. Mất Senkaku, Nhật Bản chỉ mất một hòn đảo, nhưng với Biển Đông, yết hầu của nền kinh tế mang tính quốc đảo bị Trung Quốc khống chế thì khác hoàn toàn. Đó là cái nguy hiểm đối ở trên vùng Biển Đông, với cái sự thao túng của Trung Quốc như vậy đã ảnh hưởng đến Nhật, biển đến Mỹ. Với Mỹ, Biển Đông không chỉ là một tuyến hàng hải quốc tế như eo biển Hormuz hay kênh đảo Suez, mà Biển Đông là khu vực địa chính trị cực kỳ quan trọng tại Đông Nam châu Á, trong chiến lược xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương của Mỹ, vân vân, đã ảnh hưởng đến Mỹ như vậy. Còn đối với Việt Nam thì việc quốc tế hóa Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế là sách lược của Việt Nam trong chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo, là một trong những nội dung giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình hiệu quả nhất. Việc Trung Quốc mở rộng những đảo bãi cạn họ chiếm đoạt của Việt Nam vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền an ninh Việt Nam. Nói chung á, và thưa quý vị, là cái việc mà Trung Quốc đang quậy như thế này đó, nó đe dọa đến cái sự hòa bình của toàn thế giới và ảnh hưởng chung. Cái điều mà chúng tôi đọc cái bài này xong thì chúng tôi lại nhớ đến những cái chuyến đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, phải không ạ? Dạ, rất nhiều như đồng chí quan chức lớn tổng bí thư sang Trung Cộng. Mà lúc đó thì trong những cái bài đó, trong những cái khi mà không biết là mấy cái ông ấy sang bên Trung Quốc thì có nói đến cái chuyện là nguy hiểm, Trung Quốc các anh làm như vậy là không có được, hay là các anh làm như vậy là đe dọa cái nền hòa bình, rồi đe dọa đến ảnh hưởng đến kinh tế của cả thế giới không, như vậy. Tôi nghĩ là không nên nói anh. Sao vậy? Bởi vì cái chuyện ngồi biển nó xa quá. Mình nói mình nói trong phòng họp. Mình ngồi đây còn chuyện ngồi biển Đông nó xa lơ xa lắc thôi, mình nói cái chuyện trước mắt cho nó rõ ràng hơn. Mà tôi xin lỗi anh, cho tôi hỏi là cái ý của bài viết này muốn nói cái gì? Tức là bây giờ Trung Quốc nó khuấy đảo Biển Đông như vậy, đe dọa hải quốc tế, đe dọa cả thế giới như vậy. Nó là một quốc gia rất là xấu, mà tại sao tôi nó một cái anh mà nó phá làng phá xóm như vậy? Anh bây giờ anh ở cạnh một cái anh mà nó cứ phá làng phá xóm, rồi nó chọc người này nó chọc người kia, rồi đe dọa nó sang nó xâm lấn đất của nhà anh, hàng rào thì nó phá đi đất của nhà anh thì nó bảo của nó vân vân, bể bí bắt gà rồi. Dạ vâng. Thì anh là người con trong gia đình thì anh phẫn nộ của chuyện đó. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ một người trong vai chú bác cho nghe đình cứ sang nhà nó cứ ăn nhậu tối ngày rồi chè chén rồi bảo hai bên người ta là hữu hảo rồi kia thì anh nghĩ sao? Nhưng mà tôi thắc mắc cái chỗ này. Trung Cộng á, với Việt Nam nó có 16 chữ vàng. Nếu khi Mỹ nó có chả có chữ vàng nào cả.
Thế tại sao Mỹ bây giờ nó báo lại nhắc tới Mỹ? Có vẻ lo lắng cho Mỹ phải không ạ? Lo lắng cái ảnh hưởng, nó ảnh hưởng tới Mỹ như thế nào, nó ảnh hưởng tới Nhật như thế nào? Giữa anh em chúng ta có 16 chỉ vàng thì mỗi đứa cũng được 8 chỉ. Mỹ nó có chả có chỉ nào cả. Mà tại sao lại có Mỹ trong đó, cái này cũng hơi thắc mắc đó nha. Mà sao nó quậy như vậy mà mình cứ đi sang nó làm gì vậy? Khoan, tôi có cái bài này cũng là rất phù hợp với tình hình đấy nha. Cái bắt tay chặt của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Trung. Ôi trời ơi. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định việc Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Trung Việt gặp gỡ lần đầu tiên tại biên giới là hành động thực tế thể hiện quyết tâm và niềm tin của hai quân đội bảo vệ hòa bình ổn định biên giới. Tức là kia thì nó quậy. Thì tôi nghĩ nó cũng rõ ràng anh, bởi vì cái này là biên giới, là đường bộ. Đường bộ à. Tại vì ở Lào Cai. Còn cái kia ngoài biển. Và hai bộ trưởng quốc phòng bắt tay nhau là rất là thân thiết. Lần đầu trong lịch sử 65 năm quan hệ ngoại giao, hai bộ trưởng quốc phòng gặp nhau tại biên giới hai nước. Người ta đánh giá đây là một sự kiện rất là quan trọng, rất có ý nghĩa. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh đây là việc cụ thể hóa, thực hiện thỏa thuận, sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước, tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước, tăng cường hợp tác hữu nghị biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới, thể hiện tinh thần đoàn kết, tin cậy chính trị, thể hiện hợp tác ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu của quân đội hai nước. Quý vị anh nghe chữ nghĩa nó rộn ràng đó, nhưng mà thực tế thì biển nó là như vậy. Chúng tôi nghĩ bài báo viết sai cái chỗ này nè. Đi vào chiều sâu của quân đội hai nước thì viết không đúng lắm. Đi vào chiều sâu của đất nước Việt Nam thì đúng hơn, bởi vì nó cứ lấn lấn từ từ vô. Nhưng mà bao nhiêu người lính người Việt Nam đã chết để bảo vệ biên giới lãnh thổ với Trung Quốc nó chống chiếm, bây giờ hai bộ chỉ gặp nhau làm như tại, chưa có bao giờ cái chuyện gì xảy ra. Bắt tay. Và tôi nghĩ tới sự kiện lịch sử vào tới một ngày nào đó đó, khi mà ông bộ trưởng Phùng Quang Thanh ông đứng ngay biên giới đó, mà ông lại thò tay và ra phía sau, ông là lấy cái gì trong nhà ông không có. Tại vì cái gì khi biên giới nó là sát trong nhà. Tại vì nếu mà mình không rời Hà Nội qua Quảng Châu á, thì để cho Trung Cộng nó xích gần qua bên mình cho nó tiện. Mời anh còn cái... Báo Đất Việt có một bài là quốc tế cảnh báo Việt Nam nên hạn chế vay nước ngoài. Tốc kinh tế Việt Nam năm 2016 sẽ ở mức thấp hơn năm nay. Việt Nam nên hạn chế vay nước ngoài bằng ngoại tệ để giảm nợ quốc gia. Cảnh báo này được ông Sanjay Kalra, đại diện thường trực của Quỹ tiền tệ quốc tế, tức là IMF tại Việt Nam đưa ra tại buổi họp báo ngày 15 tháng 5. Tức là nhiều người thì thấy thì Việt Nam xây dựng hết cái chỗ này đến cái chỗ khác đó, xây dựng đường cao tốc vân vân, hay là những building to lớn vân vân, thì mình cứ tưởng là đất nước mình giàu mạnh. Bây đảng, giờ nhiều đảng, người vẫn nói vậy. Đảng mình lãnh đạo giỏi, tài tình, cho nên là từ tay không làm nên tất cả. Nhưng mà thưa quý vị, không phải như vậy đâu. Ai cũng biết một cái chuyện, nếu mà theo dõi tình hình đều cũng trên, tất cả những cái tiền đó là tiền đi vay, đi mượn ngày hôm nay. Nửa như chúa chỏm thôi. Mà đến độ mà bây giờ quốc tế người ta phải cảnh báo Việt Nam nên hạn chế vay nước ngoài là tại bây giờ mình không có đủ sức trả nợ nữa. Và trong khi mà kinh tế mà nó không phát triển nhanh như mình mong muốn thì tiền đâu mình trả nợ. Thì càng ngày cái nợ nó càng chồng chất lên. Mà đến lúc đó quốc gia phá sản là có chuyện rất là dễ dàng. Chỉ có hai cái bài anh còn là em thôi. Và thì ai cũng biết là người ta cần phải xây những đường cao tốc, tại vì như anh Hoàng Tuấn có nhiều lần nói đó, mình xây đường nhưng mà mình cũng mắc cái bệnh đường, phải không ạ? Thì có xây thì mới có cất được, chứ còn nếu mà giờ không xây thì cái ông lớn làm lấy gì mà cất được. Nhưng mà tôi nghĩ là báo chí Việt Nam bây giờ viết những cái bài nó ăn khớp kinh khủng lắm. Cái bài anh nói đầu tiên là cái vụ mà Trung Quốc nó khuấy động ở ngoài Biển Đông. Thì là ở trong biên giới là hai ông bắt tay nhau. Rồi chúng tôi, anh báo Đất Việt, tôi cũng báo Đất Việt. Về cái vấn đề nợ nần nha. Báo Đất Việt nha. Đất Việt kết nối sức mạnh Việt. Tiến sĩ Trần Du Lịch, không đâu tiêu tiền tùy tiện như Việt Nam. Thoải mái, xả láng. Ông tiến sĩ Trần Du Lịch nói như thế này trong buổi hội thảo đàng hoàng nha. Ông mới nói là tôi đã đi nhiều nước nhưng không có nước nào xài tiền tùy tiện như Việt Nam. Tôi làm việc với Quốc hội Pháp, họ không mời được bữa cơm vì chưa thông qua ngân sách. Ở đây dự thảo viết là cơ quan có thẩm quyền, đó là cơ quan nào? Ông Trần Du Lịch nói như vậy. Còn ông chuyên gia Nguyễn Trần Bạc thì ông nói như thế này: Việt Nam tiêu hoang hơn Mỹ. Xài hoang hơn Mỹ hả? Việc tiêu xài Việt Nam đã thành chuyện nổi tiếng trên thế giới. Tôi có nhiều người bạn quốc tế có trình độ cao, có thu nhập lớn. Trong đó có những người là tỷ phú, họ cực kỳ ngạc nhiên trước sự tiêu xài của không ít người Việt những năm 70 của thế kỷ trước. Tôi có làm việc với một giáo sư người Pháp khi ông này sang Việt Nam công tác. Thấy người lái xe hút thuốc lá 3 số 5, ông hỏi là lương anh tương đương với bao nhiêu gói thuốc. Người lái xe nói là tương đương một lương một ngày thì mua được khoảng 3-4 điếu thuốc.
Và ông giáo sư nó thốt lên là người Việt tiêu xài còn hơn cả Mỹ. Thói quen tiêu xài hoang phí của một số người Việt không phải bây giờ mới có. Nó có từ khi trước đổi mới, kể cả lúc nghèo khổ và cực kỳ nghèo khổ. Tôi cho rằng đó là một thói quen xấu cần phải thay đổi. Nhưng đây cái câu này mới là hay nè. Tôi nghĩ cũng chỉ có một phần thôi. Cái chính tiêu xài hoang phí xuất phát từ những món tiền kiếm được một cách ngẫu nhiên trong mặt kép và phi lao động. Thì cái ý kiến đóng góp của người dân á, thì những người mà đọc báo thì người đồng ta đưa lên cái chuyện mà ông Bill Gates. Ông Bill Gates là ông vô một cái chỗ gửi xe $20, thì ông không chịu, ông sang cái chỗ khác gửi xe giá $5 ông gửi. Nhưng mà ông bỏ ra tiền tỷ để giúp đỡ cho những người nghèo trên thế giới. Họ tiết kiệm với bản thân nhưng với xã hội như từ thiện, chống biến đổi khí hậu, ô nhiễm, họ chi hàng trăm triệu, hàng tỷ đô la một cách nhẹ nhàng. Và người khác thì nói như thế này: Việt Nam mà tiêu xài hoang phí hơn Pháp, hơn Mỹ là đúng rồi, khó so sánh được. Vì Pháp, Mỹ khi chính phủ muốn xài tiền thì phải thông qua quốc hội duyệt chi. Còn như Việt Nam mình thì không cần phải duyệt chi nha. Có người nói là đến xã mà còn nợ quán nhậu tiền tiếp khách mấy chục triệu là biết rồi đấy. Còn nói là Việt Nam thì luôn thích những cái gì có chữ nhất đằng sau. Đắng lòng là những cái tốt nhất thì chưa có, còn những cái xấu nhất, dở nhất, lãng phí nhất thì có đem siêu máy tính của Mỹ đêm cũng không có xuể. Còn mọi người nói ý kiến là dân thì lấy đâu ra tiền mà tiêu. Đó, thì quý vị nói vậy là hiểu rồi, phải không? Là hiểu rồi. Thấy được không? Bầu không khí thì tôi xin đọc cái bài báo này, nó hơi tươi mát một tí và chắc là anh Hoàng Tuấn sẽ thích đây. Trưởng phòng báo cũng là báo Đất Việt, kết nối sức mạnh Việt đó. Trưởng phòng nội vụ trung phòng phụ nữ, nhiều người định quay phim. Trong vụ trưởng phòng nội vụ bị phát hiện ở trung phòng với người phụ nữ có chồng, theo công an tại phòng trọ, người này mặc quần con quần con là quần gì ấy, quần của thằng con à? Tức là quần thằng bố, con mặc thêm mặc quần của thằng con à? người bị phát hiện ở trung phòng với phụ nữ có chồng là Nguyễn Quốc Dã, trưởng phòng nội vụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Sự việc bị phát hiện khi gia đình người phụ nữ, thực sự cái chuyện này là chuyện cá nhân, chuyện cá nhân thôi, nó không phải là cái chuyện mà quốc gia đại sự là gì, nó là, nhưng mà nó vui, cho nên chúng tôi chỉ đọc bài cho anh Hoàng Tuấn. Nhưng mà hay có cái là báo chí bây giờ dùng chữ rất là hay, giờ là khi mà các cô ca sĩ đi hát đó, ăn một hang thì ta nói là để lộ nội y, còn cái ông này thì mặc cái quần con. Quần có quần con, quần bố đó. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thương mại. Nói về cái chuyện mà tiền bạc ở Việt Nam thì quý vị cũng biết là ai cũng than Việt Nam là tham nhũng, hối lộ rồi tất cả các thứ ha. Tiêu xài thì hoang phí. Thì người ta kể cái chuyện như thế này: có một anh đi xe ôm, anh bị cảnh sát giao thông bắt lại. Thì dĩ nhiên quý vị biết là cảnh sát giao thông bắt lại là việc gì, là phải làm việc gì rồi. Đó. Thì là ghi biên lai, giấy phạt rồi ghê gớm lắm. Thì anh người miền Nam mà anh vỗ và anh mình không mà anh cảnh sát giao thông nói mình cái gì, tôi với ông có quen biết gì đâu mà mình không. Không phải mình không hà, mình không. Ông đừng giỡn mặt với tôi nha, tôi là người của nhà nước làm nhiệm vụ, ông vi phạm thì ông phải phạt tiền chứ mình không gì. Mình không mà, tại sao có mình không? Ông nội đó, ông nói mình không nè ông nội, một sáng giờ chạy chưa được cuốc nào, không có đồng nào. Là cái mình không đây nè, có con mẹ gì đâu mà đóng cái đòi tiền hoài. Chơi chữ mình không à, không có gì hết. Quen biết đâu mà mình không nói rồi không hiểu, nói mình không là hồi sáng giờ chạy đói bụng rã ruột không có một đồng ăn cơm đây nè, mà cái đòi phạt tiền nữa, mình không nè ông, khổ ông quá. Mời anh báo Dân Trí. Bài viết là thông báo người Việt ăn cắp vặt ở Nhật. Du học sinh Việt nói gì? Suy nghĩ về câu chuyện ăn cắp vặt dấy lên từ thông báo mới đây của trường Nhật ngữ Tokyo đến học sinh Việt Nam đang nóng trên nhiều diễn đàn. Các du học sinh Việt Nam tại xứ sở mặt trời mọc đưa ra những ý kiến nhiều chiều và có phần thấu hiểu. Cái thông báo trên được viết bằng tiếng Việt, gửi cho các du học sinh của trường dạy Nhật ngữ cho người Việt Nam ở bên Nhật. Có những câu như thế này, hơi khó đọc một chút xíu, thầy họ chụp lại thôi. Hiện nay nhiều sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại Nhật bị bắt vì tội ăn cắp, bỏ trốn và không đến trường nên làm nhà trường rất lo lắng. Thưa quý vị, rồi, dạ vâng. Cái gọi là nhẹ nhàng như vậy thôi là mình thấy. Không, nó rất là dài phía sau này. Nhưng mà
Thưa quý vị, không biết là cái danh dự của người Việt Nam, danh dự của dân tộc Việt Nam nó không bị chà đạp đến bao giờ như thế này. Người ta vẫn thường ca ngợi là chế độ ưu việt, là cái gì mình cũng hơn thiên hạ cả. Mà học sinh thì trong lứa tuổi bao nhiêu, sinh viên thì trong lứa tuổi bao nhiêu, chắc là mười mấy, 18, 19, 20, 21, 22 thôi. Chắc cũng không sinh ra dưới thời Mỹ Ngụy được không ạ? Không thể nào sinh ra dưới thời Mỹ Ngụy được, có 40 năm rồi. Chắc lẽ bây giờ sinh viên 45, 50 tuổi à? Hay là cái tàn dư Mỹ Ngụy nó còn độc quá cho đến bây giờ anh? Tôi vẫn còn. Nên phải xét lý lịch. Coi chừng. Ba đời à? Coi chừng có ba đời nó có liên quan tới Mỹ Ngụy đó. Như thế này thì không thể nào hòa hợp, hòa giải dân tộc được nha. Rồi. Bây giờ chúng tôi có một cái tin quý vị nào tốn tiền ở Việt Nam chuẩn bị kiếm tiền nha. Kiếm tiền là tiền chính đáng, tiền sạch đàng hoàng nha. Tuổi Trẻ Online treo giải 1 tỷ đồng hiến kế đổi mới cơ chế chính sách. Giải thưởng lớn đã được Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đưa ra để mời gọi người dân tham gia hiến kế. Tức là bây giờ người ta nói ai mà hiến kế để mà đổi mới cơ chế chính sách, tức là cái chuyện của Đảng, của nhà nước ha. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, thống nhất đất nước 40 năm, làm được nhiều việc phi thường, trong đó có cả những trong thời kỳ chiến tranh có những người mà tay không nắm càng máy bay kéo xuống. Gần đây trên Facebook có đưa một cái tin cũng rất là ghê gớm là trong thời kỳ chiến tranh, chiếc xe của bộ đội đó, khi mà vượt qua sông đó, thì không có cầu, mà ta bắt hai sợi dây cáp, ta đi trên hai sợi dây cáp băng qua sông. Wow, thế giới không ai làm được. Và dưới là có những người là nó trời, Việt Nam mình làm những cái việc mà quá ư là cao siêu, cho nên đánh thắng Mỹ là phải, quá giỏi đi. Thì cũng có nhiều người thắc mắc, ủa, sao cái chuyện mà đi xe vượt dây mấy chục năm ở thời kỳ chiến tranh bây giờ mới nói ra, liệu là không biết có phải giống Lê Văn Tám hay không nữa. Đó. Nhưng mà bây giờ hiến kế sẽ được 1 tỷ đồng để mà thay đổi, để mà đổi mới cơ chế chính sách. Có nghĩa là bây giờ Đảng và nhà nước biết bao nhiêu người là tập trung trí tuệ ưu việt, đỉnh cao trí tuệ mà bây giờ không tìm được cái giải pháp nào cả. Mà bây giờ phải đưa ra giá 1 tỷ. Có lẽ là những người mà người ta có chức có quyền đó, người ta không thể nào mà tìm được cơ chế chính sách, đổi mới cơ chế chính sách. Là bởi vì sao? 1 tỷ nó ít quá. Mà trong khi đó, trong khi ta có trong túi là cả hàng trăm tỷ. Mà ta mà đổi bây giờ một cái là ta mất hết trăm tỷ đó rồi. Chứ lấy có tỷ à? Chứ lấy bây giờ đã có vốn liếng trong tay cả trăm tỷ vàng muôn bạc khối, nhà thì là giác vàng như là cung điện nguy nga, là bây giờ là đi kiếm cái đổi mới kia chứ chính sách để lấy 1 tỷ à? Nhưng mà thưa quý vị, cũng phải cẩn thận. Anh Hoàng Tuấn nói tiền này là tiền sạch, nhưng mà quý vị phải cẩn thận cho. Nếu mà quý vị hiến kế mà lảng quảng, coi chừng là đi vào đồn công an, coi chừng vào các cái trại tù ngồi, bao nhiêu người đã từng có những cái ý kiến đóng góp vân vân, kết quả là gì? Vào nhà tù ngồi. Anh có 1 tỷ cho anh chuẩn bị để đưa tôi. Tôi có một cái kế rất là hay. À, kế gì? Cái hay nhất để mà đổi mới cơ chế chính sách là giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái kế đó là hay vô cùng. Rất là ngắn gọn phải không? Ngắn gọn, không có, đủ không có suy nghĩ gì cả, không cần phải động não. Giải tán Đảng. Bởi vì sao? Làm được thì làm không được thì đi chỗ khác cho người ta làm. Làm rất việc mà cứ ngồi đó. Bắt người ta để cho mình làm hả? Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh di rời 113 hộ dân để làm quán cà phê. Ôi giời, tức là cái nhu cầu uống cà phê bây giờ nó lại là cần thiết hơn là nhà ở. Anh thấy cái đất nước Việt Nam mình nó hạnh phúc hơn thế giới là chỗ đó. Mà sai sang quá không anh? Ở là chuyện bình thường. Bây giờ uống cà phê nó quan trọng hơn. Chúng ta sang hơn cả Tây. Thay vì di rời giải tỏa 113 hộ dân để thực hiện dự án chỉnh trang bờ sông An Cự và xây dựng công trường, Ủy ban nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế lại cho một doanh nghiệp thuê đất kinh doanh quán cà phê khiến dư luận bất bình. Thì dư luận rất là bất bình về việc này là tại vì thưa quý vị, tại vì họ nói là chỉnh trang thành phố mà, cho nên vì cái mục đích đó, cho nên là vì cái mục đích cao cả ấy mà 113 hộ đã chấp nhận di rời đến khu tái định cư Đông Nam Thủy An cách đó 2 km, trong khi nhiều hộ vốn định cư lâu dài, công việc ổn định phải chịu nhiều thiệt thòi, dân họ phải chịu nhiều thiệt thòi. Để mà mở quán cà phê. Rồi cuối cùng thì họ giải tỏa được đất xong, bây giờ không biết làm gì tại không có tiền, cho nên đề nghị là mở quán cà phê. Mà ở Huế. Ở Huế. Như vậy thì phải hát một câu là vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được. Là không đâu như Huế cả. Cao rất là hay. Tức là chỉ vẻ đẹp Huế không nơi nào có được. Chỉ có Huế mới là như vậy thôi. Dời 113 cái nhà đi để mà mở quán cà phê. Xài sang còn hơn Mỹ. Được Mỹ, Tây là không bằng Việt Nam. Rất là xoạc. Việt Nam có nhiều cái hơn. Bây giờ chúng tôi có một cái bài này mới là hay nữa nè. Đó.
Việt Nam vượt Mỹ, Úc xếp thứ 12 bảng xếp hạng về giáo dục toàn cầu. Tôi có thấy cái bài đấy, tôi có thấy cái bài đấy, anh đọc đi. Thưa quý vị, đây là một cái tin mừng. Yeah. Tin mừng cho những ai mà có con ở Việt Nam muốn đưa đi du học ở các nước như là Mỹ, Úc, Pháp v.v. Uh-huh. Quý vị không cần phải lo lắng nữa. Uh-huh. Bởi vì Việt Nam là đứng thứ 12 bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu, hơn cả Mỹ, cả Úc, cả Pháp. Thế thì chúng ta đưa sang đi học làm gì cho nó tốn tiền. Đúng chưa? Rồi. Và đây á, người ta nói là đây là một cái thống kê xếp hạng của một cái tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, có viết tắt là OECD, nói tiếng Việt là OECD. Yeah. OECD. Đó. Trên BBC đưa tin. Thì cái tổ chức này người ta thống kê như vậy. Đó. Thì chúng tôi không biết là người ta dựa vào những cái dữ kiện như thế nào. Nghe nói là người ta, tôi có đọc sơ cái bài này, người ta dựa theo một số cái bài kiểu như bài thi đó, bài sát hạch của bài các em ở trong cái tuổi trung học đó. Nhưng mà khi mình đăng cái tin này lên á, thì nhiều khi mình cũng phải còn cái sự cái thần kinh mắc cỡ chút xíu, thấy không? Thì mình đăng một vẻ rất là hãnh diện nữa. Là, và khi người ta xếp hạng anh biết không? Việt Nam là đứng thứ 12 nha. Mà trong khi đó đó, những này nha. Úc có thể đứng thứ 14. Anh đứng thứ 20, Pháp 23, Mỹ 28, Thụy Điển xếp thứ 35. Đó. Và trong quốc gia, trong khu vực Đông Nam Á, thì Thái Lan xếp thứ 47 và Malaysia thì 52. Ôi giời, Việt Nam mình quá giỏi đi, quá giỏi đi. Nhưng mà cái này, đó là một cái cách nhìn. Còn riêng chúng tôi cũng đọc bài báo này, nhưng mà cái nhìn tôi nó hơi khác, một chút khác anh Tuấn nữa. Ở cái chỗ thực sự mình phải nói là người như vậy chứng tỏ một điều gì? Cái đất của mình còn nghèo không phải là tại vì người dân ngu dốt hay là kém thông minh. Người dân Việt Nam rất là thông minh, các em học sinh cũng rất là thông minh. Nhưng mà tại cái nguồn máy lãnh đạo ở trên, tức là các em đi học á, ở dưới trung học thì các em cũng rất là giỏi. Nhưng làm sao mà trung học giỏi là một chuyện, còn về sau lên đại học mà rồi tốt nghiệp ra có công ăn việc làm, phát triển đất nước là một cái khoảng cách rất là xa. Cho nên học sinh thì giỏi thật, đúng, nhưng mà nhà nước ngu thì cũng không hết. Tức là người ta dựa theo những cái dữ kiện là các em đi thi. Nhưng mà nếu mà lấy dữ kiện đó để nói là Việt Nam, cái giáo dục Việt Nam xếp hạng thì cái này là cái nhận vơ. nhận vơ đúng không? Tức là học sinh thì giỏi thật, nhưng mà đảng và nhà nước mình, hệ bộ giáo dục mình thì quá dở. Và chúng tôi có một cái, xin lỗi anh, có một bài báo nó về giáo dục, báo chí dạo này số nó ăn khớp ghê quá. Dạy trẻ con thói lưu manh. Thì có một người ta lấy được những cái tài liệu trong nước đó, sách vở trong nước đó, thì người ta nói như thế này đó. Và có hình ảnh đàng hoàng nha. Người ta dạy cho trẻ con cái tánh lau cá. Trước bàn viết chúng tôi là một bộ sách loại bỏ túi khổ nhỏ, gồm có 4 tập mang nhan đề là Hỏi đáp nhanh trí, do tác giả Đức Trí sưu tầm biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, số 43 Lò Đúc Hà Nội ấn hành. Mỗi cuốn bán 14.000 đồng Việt Nam. Nội dung tập sách là một thứ văn hóa giáo dục lưu manh thô lỗ, được trình bày dưới dạng hỏi đáp tràn đầy trong gần 800 trang sách. Tức là người ta nói là thông minh, nhưng mà người ta dạy cho trẻ con cái tính lấu cá. Ví dụ như thế này, con gì nhỏ hơn cả con vi khuẩn? Thì dạy cho đáp án là con của con vi khuẩn. Thế nó nhỏ hơn con vi khuẩn. Tại sao cổ của con hươu nó lại dài như vậy? Bởi vì nó thích chơi trội. Nên là sách giáo dục đó nhé. Người nào thích bóng tối nhất? Những người yêu nhau. Dạy cho học trò đấy nhé. Tại sao Cường ngủ gật trên lớp mà không bị thầy giáo phê bình? Bởi vì thầy giáo không thấy. Rồi, loài vật nào không bị muỗi đốt? Là chính là con muỗi. Khi thả chim bồ câu thì ai vui nhất? Là con chim bồ câu. Đa số vĩ nhân đều sinh ra đâu? Sinh ra trong nhà hộ sinh. Đó là những cái người ta gọi là đáp án đó nha. Rồi vì sao về mùa đông chim én lại bay về phương Nam? Bởi vì nó đi thì rất chậm cho nên nó phải bay. Nhưng mà người ta còn nói như thế này nè. Cái văn hóa búa liềm nó còn ẩn náu một cái tâm tính ác độc nữa. Có những cái bài như thế này. Câu hỏi: ông A bị chặt đầu lúc 40 tuổi, vậy thì con cái ông A bị làm sao? Trả lời là bị mồ côi. Quý vị, cái văn hóa nó như vậy đó rồi. Một người sau khi bị chặt đầu thì sẽ như thế nào? Thì sẽ bị biến đổi chiều cao. Làm thế nào khi gặp người sống thì phải luộc chín. Thưa quý vị, đó, cái văn hóa như thế đó, mình là giáo dục Việt Nam đứng hàng 12 trên thế giới. Dạ vâng, còn một số bài nữa nhưng mà chắc là không còn thời giờ nữa, thì chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và nếu
lần tới có dịp chúng tôi sẽ trở lại với những cái bài báo. Anh còn bài báo nào nữa? Rất nhanh, cái này ngắn lắm. Cái này tại vì cái này của trên website của ngài Nguyễn Tấn Dũng, chúng tôi đọc liền là sáng họp rút kinh nghiệm, chiều thì nó sập cần cẩu. Buổi sáng thì họp rút kinh nghiệm về một cái tai nạn khác, cái công trình cái thanh sắt nó rơi xuống, thì đang họp như vậy chiều cần cẩu nó sập. Mà trên website của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đàng hoàng, cái này không phải của thế lực phản động nha.